lạc quan tiến tới. Nhìn thấy nhà của chú Lý thì đệ nhớ tới món kẹo đựng hồ lô của chị Tiểu Vân làm quá. Quan hỷ à, đệ chỉ biết ăn thôi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Ủa, ai đang khóc vậy kìa? Là ai vậy? Chị Tiểu Vân, tại sao chị lại ngồi khóc ở đây vậy hả? Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Sự việc chính là như vậy. Mấy ngày trước cha đi đốn củi, quên không mang theo hộp cơm. Cha ơi, cha, con mang cơm trưa đến cho cha nè. Cha, cha ơi, cha đang ở đâu vậy? Kỳ lạ quá, đi ra phải ở đây chứ. Cha ơi, cha đang ở đâu vậy? Tiểu Vân, cẩn thận đó. Cha, cha ơi, Tần Hoài với Hoàng Hỷ đến thăm cha nè. Như vậy đâu có tốt, xem ra rất là nghiêm trọng đó. Sao không đóng cửa vậy? Mà không sợ kẻ trộm hả? Chú nhị thúc à, chồng con bị thương rồi, chú có thể... Cha con ngươi thiếu tạ 20 lượng đã lâu rồi, bộ tính quỵt hả? Cha con và con không quỵt đâu, nhưng mà hiện giờ cha con đang nằm bất động. Nhà con bây giờ, ngay cả vợ cũng không có nữa, thì làm sao có tiền mà trả chú? Việc này ta làm sao mà lo cho nổi, mọi người không muốn trả tiền cho ta sao? Không phải đâu, không phải đâu, thật sự là chú Lý bị té gãy chân rồi. Ta mặc kệ hắn gãy như thế nào, ta chỉ gia hạn thêm 3 ngày, nếu mà không trả thì đừng có trách ta đó. Tôi phải làm gì bây giờ? Chị Tiểu Vân, chị đừng có khóc nữa. Chị khoan nóng vội, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà. Bạn yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết mà. Toàn bộ sự việc xảy ra chính là như vậy đó, thưa sư phụ. Ta đã hiểu rồi, thì ra sự việc là như vậy. Cha con bị như vậy, lỗi là do con đó. Tiểu Vân à, bạn đừng có khóc nữa, đây không phải là lỗi của bạn đâu. Đúng rồi, chị khóc như vậy làm em cũng muốn khóc theo nữa nè. Khi gặp khó khăn, trước hết đừng nên hoảng sợ. Biện pháp tốt nhất là hãy tìm cách giải quyết. Bi quan không chỉ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà còn hiểu sai sự việc. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách làm thế nào để giúp đỡ chú Lý có được không? Thưa sư phụ, chú Lý hiện giờ lúc nào cũng sốt cao, vậy có cần mời đại phu đến khám bệnh không vậy? Rất cần, đúng rồi. Thưa sư phụ, con chạy tương đối nhanh, con lập tức đi tìm đại phu về ngay. Ô từ qua, chạy cẩn thận nha con. Con chợt nhớ là không có cái gì để ăn, chúng ta có thể đi hái rau dại, đào khoai lang ăn. Sư phụ đã nghĩ ra cách tốt để giải quyết vấn đề rồi. Trong khi các con đào khoai lang hái rau dại, cũng có lẽ sẽ đào được kho báu không chừng. Hả? Cái gì chứ? Đại phu ơi, đại phu ơi, đại phu, đừng có đánh ta. Đại phu à, mau leo lên lưng cháu, mau lên đi. Để làm gì mới được? Cứu người đó đại phu à, mau leo lên đi. Cứu người như cứu lửa mà, mau lên, mau lên. Đợi ta xách thùng thuốc theo cái đã. Hay. Thưa sư phụ, tại sao vừa khởi đầu con cảm thấy rất khó khăn, bây giờ trái lại con không hiểu nữa. Con người sẽ gặp nhiều cảnh khó, điều sợ nhất chính là bi quan mất trí, mất đi cái năng lực đối mặt với sự việc. Gặp chuyện gì cũng phải lạc quan hướng tới, sẽ dễ dàng thành công hơn so với bi quan bất trí. Hả? Đây là cái gì vậy sư phụ? Sao giống hình người quá vậy? Đây chính là kho báu mà sư phụ đã nói đó. Kho báu? Cái thứ này mà cũng gọi là kho báu hả? Cái này gọi là nhân sâm, con đừng có coi thường nó nghe. Nó là một loại thuốc quý hiếm, cộng thêm khoai lang chúng ta đào được thì trả được tiền rồi. Vậy coi như chúng ta có thể giúp chú Lý trả tiền được rồi. Con nói rất đúng. Cha, cha mau uống thuốc cho khỏe lại đi. Còn những việc khác, cha đừng có bận tâm nữa. Nhưng mà cha... Cha có khỏe lại thì con mới an tâm được chứ. Sư phụ ơi, con xem nè, con thấy Tiểu Vân thay đổi không? Chỉ có người lạc quan hướng tới mới có đủ sức giúp đỡ và cổ vũ cho người khác.
Nam mô A Di Đà Phật.